Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021. Và trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về các tờ trình đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và các tờ trình quan trọng khác. Trà Vinh tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện kiểm tra tình hình hoạt động của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi trở lại sản xuất trong trạng thái bình thường mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và các tờ trình quan trọng khác. Tham gia thảo luận ở tổ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh thống nhất cao với 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được Chính phủ đề xuất nhằm thực hiện mục tiêu phòng chống kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, để sớm mở cửa trở lại, tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế. Trong thực hiện các chính sách tài khoá, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư công vẫn là bệ đỡ chính cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Song song đó, chính sách về an sinh xã hội cần phải được ưu tiên hàng đầu về nguồn lực và việc triển khai thực hiện phải nhanh chóng kịp thời. Tôi đề nghị Chính phủ có những cái giải pháp dài hạn, quan tâm giải pháp dài hạn như sau. Thứ nhất là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, tư duy, chấp nhận rủi ro và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp. Cái thứ hai là tận dụng và khai thác lợi thế của người đi sau, tăng cường sử dụng công nghệ cao thông qua trực tiếp nhập khẩu, mua bán bản quyền, thuê bao sản phẩm từ nước ngoài, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển theo hướng tăng cường khởi nghiệp sáng tạo và chuyển giao công nghệ từ khu vực đầu tư nước ngoài, đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI. Cái thứ ba là tiếp tục hoàn thiện thể chế để xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển liêm chính hành động thông qua vấn đề cân bằng quyền lực trong bộ máy nhà nước và giải quyết mối quan hệ lợi ích phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường, tôn trọng và bảo vệ sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thực hiện tốt việc phân cấp quản lý, giới phân cấp ngân sách, rồi là tinh giản và kiện toàn bộ máy. Các ý kiến đề xuất Chính phủ khẩn trương xây dựng, hoàn thiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trong điều kiện mới. Cụ thể, như đồng bằng sông Cửu Long là khu vực dựa nông sản, lúa gạo và thủy sản lớn, nhưng việc giãn cách xã hội kéo dài ảnh hưởng trầm trọng đến thu hoạch sản xuất và tiêu thụ của người dân, doanh nghiệp, nên cần sớm có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đối với vấn đề về lao động, thu nhập, việc làm cũng rất đáng lo, vì nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên cần quan tâm. Thì tôi trân trọng đề nghị Chính phủ cần sớm nghiên cứu chỉ đạo các bộ ngành phải có cái giải pháp tổ chức triển khai thực hiện ngay cái việc là không làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản của người dân và doanh nghiệp. Bởi vì nếu cái việc cái chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản này nó bị đứt gãy thì nó ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến an sinh, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân và hàng loạt cái vấn đề kéo theo. Một cái vấn đề thứ hai tôi đề nghị Chính phủ quan tâm đó là về lao động và việc làm. Đặc biệt là cần sớm nghiên cứu có một cái cơ chế chính sách để thu hút cái lực lượng lao động vừa rồi đi về quê đó, quay trở lại thành phố, quay trở lại các cái nhà máy sản xuất. Phải làm sao có cơ chế chính sách để thu hút họ quay trở lại sản xuất. Một cái việc thứ hai là Chính phủ phải có một cái cơ chế chính sách hoặc là chỉ đạo cho các địa phương phải nghiên cứu làm sao để mà tạo điều kiện việc làm cho những người mà quay về cái địa phương rồi mà họ không muốn đi lên thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương để tham gia lao động sản xuất tại các doanh nghiệp nữa. Thì khi mà họ về địa phương thì họ phải có việc làm. Chứ bây giờ nếu mà khi mà họ quay về địa phương mà họ thiếu việc làm nữa thì nó sẽ xảy ra một cái nguy cơ là mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và rất là nặng gánh cho cái chính quyền địa phương của chúng ta.
Một cái vấn đề thứ ba thì tôi trân trọng đề nghị chính phủ cần rà soát đánh giá kỹ và có cái quy định thông thoáng hơn để làm sao tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong cái điều kiện sản xuất an toàn, tránh các trường hợp quy định quá khắt khe trong cái điều kiện an toàn gây ảnh hưởng đến cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mà khi doanh nghiệp khó khăn rồi thì họ sẽ không giải quyết được cái việc làm cho cái người lao động địa phương của chúng ta. Một cái vấn đề thứ tư thì tôi trân trọng đề nghị chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt hơn, có chế tài những cái địa phương, những bộ ngành giải ngân chậm về làm sao đảm bảo 3 tháng còn lại là chúng ta đạt một cái tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở một cái mức cao nhất. Một cái vấn đề thứ năm tôi đề nghị trân trọng đề nghị chính phủ đó là cái cần nghiên cứu lại cái chế độ chính sách cho cán bộ ấp khóm, cán bộ cơ sở xã phường thị trấn. Tôi cũng trân trọng đề nghị Quốc hội, đề nghị chính phủ cần có lộ trình cụ thể và xác định rõ nguồn lực để tăng lương trong cái thời gian nhất định theo một cái lộ trình nhất định. Theo đại biểu Quỳnh Thị Hằng Nga, đề nghị tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, giữ vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phối hợp điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả và hợp lý. Phối hợp hai chính sách để hỗ trợ tăng trưởng trên cơ sở đảm bảo an toàn nợ công và ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội thống nhất thông qua. Theo đó cần có biện pháp quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đổi mới hơn trong cách nghĩ cách làm để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Đối với vấn đề là cải cách tiền lương, lùi thời gian thì tôi cũng thống nhất. Vì thấy rằng nếu thực hiện đến ngày 1 tháng 7 năm 2022 thì rất khó có khả thi để đạt. Tuy nhiên để có điều kiện thực hiện cải cách tiền lương trong thời gian tới thì chính phủ cũng cần phải có tính toán và quan tâm hơn nữa đối với việc là cân đối các nguồn lực để đảm bảo thực hiện cái nghị quyết 27 của Bộ Chính trị, góp phần đảm bảo đời sống của người hưởng lương, nhất là những người hưởng lương thấp, rồi đối với cán bộ của cơ sở. Bởi vì thực ra chuyển đổi số ở vùng thành thị này là người ta hoàn toàn có thể tự làm và có sự thúc ép. Nhưng ở vùng nông thôn thì cái đấy là cần phải có một cái sự thúc đẩy của chính sách cũng như là của ý chí chính trị rất là lớn, bởi vì người ta không tự làm được cái việc đó. Chiều nay, Quốc hội tiếp tục nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật cảnh sát cơ động, về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Sau đó, các đại biểu tiến hành thảo luận ở tổ về hai dự án luật trên. Chiều qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tham dự tại điểm cầu Trà Vinh có ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng các sở ngành liên quan. Báo cáo tại hội nghị, Bộ Giao thông và Vận tải cho biết, sau hơn một tuần thí điểm mở cửa lại vận tải hành khách, đa phần các địa phương đều đã khôi phục lại hoạt động này. Đối với đường bộ, từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 10, có 48 địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho thực hiện khôi phục hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Với lĩnh vực đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt đã tổ chức chạy tàu trên tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và tuyến Hà Nội Hải Phòng với tổng cộng trên 20 chuyến và hơn 10.000 hành khách. Riêng đường hàng không, tính từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10, cả nước đã mở cửa lại 21 đường bay với trên 190 chuyến bay được thực hiện. Riêng về vấn đề phục hồi sản xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết các địa phương đang triển khai thực hiện chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, một số địa phương triển khai thực hiện nội dung trên còn chậm và giữa các địa phương cũng chưa có sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng, dẫn đến lưu thông hàng hóa còn nhiều khó khăn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, một vấn đề hết sức quan trọng mà các địa phương cần quan tâm thực hiện đó là phục hồi sản xuất. Và để làm được điều này, các địa phương cần quan tâm tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp và đẩy mạnh việc thành lập các tổ công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tháo gỡ khó khăn. Sau một tuần thí điểm mở cửa lại vận tải hành khách, Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao những kết quả bước đầu. Qua đó, đề nghị các địa phương cần tiếp tục duy trì và tăng cường các tuyến bay cũng như duy trì vận tải hành khách đường bộ và đường sắt. Song song với việc đẩy mạnh hoạt động lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất, Phó Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương cần tiếp tục chú trọng và tăng cường công tác phòng chống dịch, không để phát sinh ổ dịch nghiêm trọng trên địa bàn, hướng tới mục tiêu bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Hôm qua ngày 20 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã đến kiểm tra tình hình hoạt động của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi trở lại sản xuất trong trạng thái bình thường mới. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đã đến kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất trở lại của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Diệt Trần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sivina thuộc khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Bảo Tiên trên địa bàn huyện Châu Thành cùng công ty trách nhiệm hữu hạn giày da Mỹ Phong ở Tiểu Cần. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của các công ty khi thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa sản xuất kinh doanh, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo việc làm thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các công ty tiếp tục chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch, nhất là quy định về xét nghiệm tầm soát COVID-19 ngẫu nhiên đối với tối thiểu 20% người lao động. Song song đó cần quan tâm chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động. Mặt khác, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cũng gửi lời động viên công nhân, người lao động và mong muốn người lao động sẽ tuân thủ thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình làm việc cũng như khi ăn uống ở công ty để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình. Đại diện các công ty cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh đã tạo điều kiện để công ty hoạt động sản xuất trở lại và cũng bày tỏ quyết tâm sẽ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Đại tá Trương Thanh Phong, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm và tặng quà của Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho gia đình anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Đức Thắng, anh hùng lực lượng vũ trang Quỳnh Văn Sau, gia đình các liệt sĩ và các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ đã tham gia trong đoàn tàu 06 tại thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, huyện Châu Thành, huyện Càng Long và thành phố Trà Vinh. Tại những nơi đoàn đến, Đại tá Trương Thanh Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời tri ân đến các đồng chí và gia đình các anh hùng liệt sĩ, những người ra đi làm nhiệm vụ trên tàu không số. Có đồng chí đã hy sinh từ trần, nhưng giá trị lịch sử, những cống hiến, những hy sinh, những mối chuyện về đoàn tàu không số như quyền thoại ấy vẫn mãi được lưu truyền như lời tri ân, khắc sâu mãi trong tâm khảm những người dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh hôm nay. Thế hệ lực lượng vũ trang tỉnh hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của cha ông trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để viết tiếp bản hùng ca bất tử ở quê hương, toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công, dùng đất Trà Vinh anh dũng. Sáng nay ngày 21 tháng 10, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh, thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động toàn công ty, đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh phát động vừa qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh đã vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn ngành điện lực ủng hộ mỗi người một ngày lương với số tiền là 142 triệu đồng, với hy vọng góp một phần nhỏ của tập thể công ty cùng với cả tỉnh phòng chống dịch COVID-19. Sau khi tiếp nhận phần tiền ủng hộ, ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, ghi nhận tấm lòng của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động, Công ty Điện lực Trà Vinh. Xem đây là việc làm rất đáng được biểu dương. Đồng thời tiếp tục kêu gọi mọi người dân trong tỉnh chung sức chung lòng, ủng hộ tích cực để sớm đẩy lùi dịch COVID-19, đưa cuộc sống của người dân trên địa bàn trở lại bình thường. Ngày 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Cú tiến hành Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự đại hội có bà Trần Thị Bích Phượng, Phó trưởng ban dân vận tỉnh Trà Vinh, bà Đinh Ngọc Huệ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ông Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Trà Cú. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện Trà Cú không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, phong trào phụ nữ và hoạt động công tác hội được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương và phát triển toàn diện đạt hiệu quả cao. 16 trên 16 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện lần thứ 11 đề ra đều đạt và vượt. Nổi bật là phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội rà soát các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn để tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề miễn phí, tính chấp giúp cho hội viên gia vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Thành lập mới 19 tổ hợp tác, nâng tổng số 36 tổ hợp tác có 540 thành viên, lập mới 60 tổ góp vốn xây dòng, nâng tổng số có 165 tổ có 3.000 thành viên, số tiền trên 5,6 tỷ đồng cho 1.500 lượt chị mượn.
phát triển mới 17 tổ tiết kiệm tín dụng, nâng tổng số 110 tổ tiết kiệm tín dụng, có 1.850 thành viên, số tiền trên 4,2 tỷ đồng cho 5.500 lượt chị vay. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Đinh Ngọc Huệ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội cán bộ hội viên phụ nữ huyện tiếp tục tập trung thực hiện tốt nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về mọi mặt cho phụ nữ, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của hội gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đại hội bầu ban chấp hành mới, nhiệm kỳ mới gồm 25 đồng chí. Bà Trầm Như Thủy được bầu làm chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu 27 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của 163 đại biểu, đại diện cho trên 26.200 hội viên trong toàn huyện. Đến dự đại hội có bà Võ Thị Thu Quanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Trọng Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành. Trong nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ có bước phát triển, trình độ học vấn chuyên môn, nghề nghiệp, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội được nâng lên. Phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tổ chức hội các cấp luôn phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, chú trọng hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, quan tâm công tác khen thưởng những điển hình tiên tiến trong các phong trào, đồng thời đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố xây dựng phát triển nhiều mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên và phụ nữ. Với sự nỗ lực cố gắng của các cấp hội viên phụ nữ, qua triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Châu Thành lần thứ 12, đa số các chỉ tiêu đề ra đều được thực hiện đạt và vượt. Hoạt động hội và phong trào phụ nữ ngày càng thu hút phụ nữ tham gia, tổ chức hội ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua phụ nữ dung đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam, phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời thực hiện đạt các chỉ tiêu cụ thể như 100% chi hội đăng ký thực hiện mô hình làm theo gương Bác, hàng tháng 100% chi hội giới thiệu được ít nhất một gương cán bộ hội viên phụ nữ hoặc cách làm hay của cá nhân tập thể phụ nữ đưa vào sinh hoạt chi tổ hội. Trong nhiệm kỳ hỗ trợ 70 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều và giúp 30 hộ cận nghèo thoát cận nghèo. Hàng năm kết nạp hội viên tăng thêm từ 1 đến 2% so với hội viên hiện có. Trong nhiệm kỳ phấn đấu phát triển từ 15 tổ kinh tế hợp tác, đồng thời phối hợp giới thiệu và đào tạo nghề cho 150 lao động nữ trên một năm. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 23 ủy viên, bà Lâm Thị Thanh Nhanh, tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 22 đại biểu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hoạt động của hội. Nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đội ngũ cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Cầu Kè đã nỗ lực phấn đấu và thực hiện đạt và vượt 14 trên 14 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Qua đó đã góp phần đưa công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện không ngừng phát triển lớn mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện Cầu Kè đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thông qua các mô hình như hũ gạo tình thương, ống tiền tiết kiệm, câu lạc bộ nghĩa tình quê hương, câu lạc bộ nghĩa tình hậu phương, đền ơn đáp nghĩa. Kết quả đã đóng góp tiền và hiện vật với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Qua đó đã hỗ trợ giúp đỡ cho 1.300 lượt hội viên phụ nữ nghèo ở địa phương giải quyết phần nào khó khăn trước mắt.
Ngoài ra còn huy động với tổng nguồn vốn trên 66 tỷ đồng, giúp cho hơn 5.200 lượt hội viên phụ nữ vay ưu đãi hoặc mượn không tính lãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời còn vận động 2.600 chị khá giúp đỡ cho 840 chị em phụ nữ nghèo bằng tiền, vàng, cây con giống, ngày công lao động với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, truyền nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 2.200 lượt hội viên. Tính đến nay, toàn huyện đã hình thành được 4 công ty doanh nghiệp, 1 hợp tác xã, 28 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý. Đặc biệt cũng đã vận động thành lập và đưa vào hoạt động được một câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp, có 18 thành viên tham gia hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh mua bán các mặt hàng do phụ nữ làm ra. Trong nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện còn vận động xây dựng mới được 66 căn nhà tình nghĩa và nhà máy ấm tình thương tặng cho hội viên gia đình chính sách, hội viên nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, cấp 285 suất học bổng, nuôi đỡ đầu 83 em học sinh là con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà hàng trăm lượt hội viên ốm đau bệnh tật với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Thông qua các nội dung phong trào hoạt động thiết thực của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện, trong nhiệm kỳ đã tạo điều kiện cho 465 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trên địa bàn huyện làm ăn có hiệu quả kinh tế, vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 9,29% năm 2015 xuống còn 1,29% năm 2020. À, lúc trước cũng nghèo khổ dữ lắm. Bên phụ nữ cho vay được 30 triệu, mua được 2 con bò nái, rồi nó đẻ được 6 con, rồi bán làm nhà cửa cũng rất là mừng, rồi cảm ơn rất hội phụ nữ, cảm ơn rất là nhiều. Nhờ hội chợ bên hội phụ nữ mới nhà em thoát nghèo. Đi đôi với công tác phát triển kinh tế, chăm lo nâng cao đời sống cho hội viên, trong nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện Cầu Kè còn phát động triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong hội. Trong đó nổi bật là phong trào xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Xây dựng và duy trì 24 tuyến đường xanh sạch đẹp và hỗ trợ một tuyến đường qua kiển có chiều dài 20 km dọc theo tỉnh lộ 915, đoạn đi qua địa bàn ba xã An Phú Tân, Hòa Tân và Ninh Thới. Đồng thời vận động gần 11.800 hộ cam kết không vứt rác thải sinh hoạt ra môi trường, trang trí sắp xếp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, trồng hàng rào bằng cây xanh trước nhà. Từ đó đã góp phần tạo cho cảnh quan môi trường nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng sáng xanh sạch đẹp, cùng với huyện thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Cái môi trường của mình sẽ sáng xanh sạch đẹp. Thì ở đây tôi thấy là tôi rất là hài lòng. Trước cửa nhà mình thì nhà ai cũng vậy. Trước cửa nhà thì tự trồng hoa, rồi mình tự thu gom rác để làm cho xanh sạch đẹp có con đường của mình. Trong thời gian qua, trước tác động ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện Cầu Kè còn tích cực chung sức tham gia thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể đã vận động trên 120 triệu đồng để mua lương thực thực phẩm, vật tư y tế, hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Vận động hội viên may trên 13.000 khẩu trang vải tặng cho người dân, nấu trên 7.500 suất ăn hỗ trợ cho người dân trong khu cách ly tập trung, hỗ trợ mua lương thực thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng nhu yếu phẩm khác cho trên 20.000 lượt hộ dân trên địa bàn huyện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra còn vận động được 2.700 phần quà gồm gạo, mì tôm, nước tương, dầu ăn, sữa tươi, bột ngũ cốc và trên 37 tấn rau củ quả các loại. Qua đó đã trao tặng cho những hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phụ nữ mang thai, trẻ em trong khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Tập thể cán bộ hội viên phụ nữ trong huyện đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt 14 trên 14 chỉ tiêu của nhiệm kỳ lần thứ 12. Từ đó cũng góp phần đưa hoạt động hội và phong trào phụ nữ trên toàn huyện tiếp tục duy trì, phát triển năng chất và đi vào chiều sâu, đáp ứng cơ bản được nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Các cấp hội cũng vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hội, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phong trào, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những yếu tố điển hình tiên tiến trong công tác hội cũng như phong trào phụ nữ, từ đó giúp chị em nhiệt tình, tâm huyết, tận tụy với công việc. Qua đó đã góp phần không nhỏ để Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Kè thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin rằng trong nhiệm kỳ mới 2021-2026,
với quyết tâm chính trị, tinh thần năng động, sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện Cầu Kè sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, vận động tập hợp nhiều hơn nữa chị em phụ nữ tham gia vào tổ chức hội để xây dựng hội ngày càng phát triển lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR hôm nay ngày 21 tháng 10, Trà Vinh ghi nhận thêm 52 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Tiểu Cần 17 ca, huyện Dương Hải 15 ca, huyện Trà Cú 8 ca, huyện Cầu Kè 6 ca, huyện Cầu Ngang 2 ca, thị xã Dương Hải 1 ca, thành phố Trà Vinh 1 ca, huyện Càng Long 1 ca, huyện Châu Thành 1 ca. Có 12 ca được sàng lọc ngoài cộng đồng, 5 ca được phát hiện tại cơ sở y tế, 35 ca là người ngoài tỉnh về địa phương đã được cách ly tập trung. Tính đến sáng ngày 21 tháng 10, toàn tỉnh có 2.049 ca nhiễm COVID-19, điều trị khỏi 1.554 ca, 21 ca tử vong. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, kết quả triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tính đến ngày 21 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 246.729 đối tượng với tổng kinh phí hỗ trợ 382.077.309.000 đồng. Hiện nay đã cấp phát cho 230.204 đối tượng với kinh phí 354.694.079.000 đồng, đạt 93.30% so với tổng số đối tượng được phê duyệt. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.